đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Báo Indonesia chỉ ra một loạt điểm yếu của U22 Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam, Myanmar tranh chấp ngôi đầu bảng. Hai trận đấu cuối của U22 Việt Nam là lúc huấn luyện viên Tuzier thể hiện đẳng cấp. Nhận định U22 Thái Lan và U22 Malaysia voi chiến gặp chướng ngại. Báo Indonesia chỉ ra một loạt điểm yếu của U22 Việt Nam. Dù giành trọn vẹn 6 điểm, nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ hãng truyền thông Indosport của Indonesia. Đánh bại Lào và Singapore, U22 Việt Nam tạm đứng đầu bảng B. Toàn đội sẽ phải vượt qua Malaysia và Thái Lan ở hai trận đấu cuối để chắc suất vào bán kết. Dù giành trọn 6 điểm, nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ hãng truyền thông Indosport của Indonesia. Trang báo này vừa đăng tải bài viết có tiêu đề SEA Games 2023. U22 Indonesia tự tin, U22 Việt Nam hóa ra còn nhiều điểm yếu. Cây bút Sirleaf Bucci Jambadi cho rằng U22 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu, hạn chế dù giành 2 trận thắng mở màn. U22 Việt Nam rõ ràng còn nhiều điểm yếu dù đang vững vàng ngôi đầu bảng tại SEA Games 2023. Đây có thể là cơ hội vàng cho U22 Indonesia. Như đã biết, cuộc cạnh tranh ở bảng B SEA Games 2023 đang ngày càng khốc liệt. Nguyên nhân là bởi bảng đấu này có hai đội bóng lớn đang phải cạnh tranh ngôi đầu bảng là U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Bản thân U22 Việt Nam vẫn đang vững vàng ngôi đầu bảng B khi giành trọn 6 điểm sau các trận thắng trước Lào và Singapore. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn chỉ trích các học trò của huấn luyện viên Philippe Chuze, đặc biệt là trận đấu thiếu ấn tượng trước Lào. Chưa dừng lại ở đó, U22 Việt Nam tiếp tục hứng chỉ trích sau trận đấu gặp Singapore. Nếu xem xét kỹ màn trình diễn của U22 Việt Nam, rõ ràng họ còn nhiều khuyết điểm khiến huấn luyện viên Chuze không thể hài lòng. Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đang gây lo ngại, khiến đối thủ dễ dàng uy hiếp khung thành của Quan Văn Chuẩn. Nhiều tình huống tấn công của U22 Việt Nam cũng còn tỏ ra vội vàng và khâu dứt điểm cũng chưa tốt lắm. Chính vì điều này, U22 Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ira Seafri có thể tận dụng những khiếm khuyết của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Do nằm ở bảng A nên U22 Indonesia hoàn toàn có khả năng gặp U22 Việt Nam tại bán kết. Xin lưu ý, U22 Indonesia là ứng cử viên nặng ký có thể cạnh tranh huy chương vàng với Thái Lan và Việt Nam. Bản thân U22 Indonesia cũng đang nắm lợi thế sau khi giành 2 trận thắng. Đây là vốn liếng tích cực để U22 Indonesia có thể đảm bảo ngôi đầu trên bảng xếp hạng, giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tuzier với tư cách là đối thủ của U22 Indonesia bị cho là không đạt yêu cầu và hứng chịu nhiều chỉ trích. Vì vậy, màn trình diễn của đối thủ không đội trời chung có thể là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Ira Seafri làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng SEA Games. Trong khi đó, tờ Bola nhận định, cục diện ở bảng B vốn rất khó đoán. Cuộc cạnh tranh vé vào bán kết ở bảng đấu này vẫn còn rất cam go. Cả 3 đội gồm U22 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều còn nguyên cơ hội để vào bán kết. Cuộc cạnh tranh giữa 3 đội hứa hẹn sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Vị trí của tuyển U22 Việt Nam 6 điểm tại bảng B phụ thuộc nhiều vào kết quả lượt trận đấu thứ hai giữa Thái Lan 3 điểm và Malaysia 3 điểm. Trong trường hợp Malaysia thắng Thái Lan, họ sẽ có cùng 6 điểm với Việt Nam. Trong khi đó voi chiến chỉ có 3 điểm. Lúc này U22 Việt Nam sẽ có 2 cửa để giành vé đi tiếp. Việt Nam sẽ đi tiếp nếu giành 4 điểm trong 2 lượt trận đấu còn lại, lần lượt trước Malaysia và Thái Lan. Việt Nam cũng sẽ đi tiếp nếu hòa cả Malaysia và Thái Lan trong 2 lượt đấu cuối. Khi đó, Thái Lan sẽ chỉ có tối đa 7 điểm, trong khi đó Việt Nam có 8 điểm. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5. Đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar tranh chấp ngôi đầu bảng. Lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ đã khép lại với màn ra quân ấn tượng của hai ứng viên cho danh hiệu huy chương vàng là Việt Nam và Thái Lan khi lần lượt thắng Malaysia 3-0 và Singapore 4-0. Đội chủ nhà Campuchia cũng có khởi đầu nhẹ nhàng qua chiến thắng 2-0 trước Lào. Trận đấu có tỷ số bất ngờ nhất là Myanmar khi đội bóng này vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Chính trận thắng của Myanmar trước Philippines đã làm cho cuộc đua tranh ở bảng A trở nên gay cấn, mà khả năng có 3 đội cùng 6 điểm chung cuộc cũng được tính đến. Khi ấy hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò quan trọng. Trước mắt, cuộc so tài giữa Myanmar và Việt Nam vào chiều ngày 6 tháng 5 sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tranh giữa hai đội bóng này. Đội nào giành chiến thắng sẽ dẫn đầu bảng và tiến một bước dài đến vòng bán kết. Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong thời gian qua, các cầu thủ Việt Nam có phần chiếm ưu thế khi 17 lần gặp gỡ gần đây, Myanmar chỉ có 1 lần giành chiến thắng. Có một số trận, Myanmar phần nào gây khó khăn cho Việt Nam, nhưng sau cùng, phần thắng vẫn nghiêng về phía các cô gái Việt Nam. Hồi năm ngoái, hai đội gặp nhau 2 lần ở SEA Games 31 và AFF Cup, cả hai lần chiến thắng đều thuộc về đội tuyển Việt Nam. Còn ở thời điểm hiện tại, đang sở hữu trong tay thế hệ vàng, hy vọng giành chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn rộng hơn. Ở trận thắng Malaysia vừa qua, nhiều trụ cột đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung cất ngoài sân hoặc trên băng ghế dự bị như là Kim Thanh, Thùy Trang, Tuyết Dung. Điều đó không nằm ngoài khả năng bảo toàn lực lượng khi mà SEA Games 32 các đội đối phó với lịch thi đấu khá vất vả trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao các cầu thủ Việt Nam không quá bung sức bằng mọi giá phải thắng đậm trước Malaysia ở hôm ra quân. Khả năng huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tung đội hình mạnh nhất khi so tài cùng với Myanmar, trận đấu mang tính chất quan trọng trước khi chúng ta đối đầu với Philippines ở lượt đấu cuối. Một chiến thắng, thậm chí là cách biệt là điều mà các cô gái Việt Nam của chúng ta hướng tới.
Hai trận đấu cuối của U22 Việt Nam sẽ là lúc huấn luyện viên Tuesday thể hiện đẳng cấp. Cựu chuyên gia phân tích tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Kim Tae Ho khẳng định hai trận đấu cuối của U22 Việt Nam sẽ là lúc huấn luyện viên Tuesday thể hiện đẳng cấp của mình. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games 32, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Tuesday nằm ở bảng B môn bóng đá nam cùng với các đối thủ là Lào, Singapore, Malaysia và đại kình địch Thái Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Tuesday khởi động chiến dịch SEA Games 32 với chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Lào nhờ pha lập công của Văn Tùng và Đức Việt, và sau đó đè bẹp U22 Singapore với tỷ số 3-1 sau đó 3 ngày. Dù giành được 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đấu, nhưng U22 Việt Nam vẫn cho thấy nhiều vấn đề cần khắc phục ở cả 3 tuyến. Không ít ý kiến cho rằng dưới thời của huấn luyện viên người Pháp, U22 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được bộ mặt tương xứng với vị thế vốn có như triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo cách đây 1 năm. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, màn trình diễn của các cầu thủ U22 Việt Nam giữa 2 trận đấu cho thấy sự khác biệt rõ rệt. So với trận ra quân gặp U22 Lào, ở trận đấu gặp U22 Singapore, quân đoàn của huấn luyện viên Tuesday đã bước đầu cho thấy sự tự tin và cách vận hành hệ thống chân chu hơn. Các cầu thủ đã bắt đầu cho thấy sự tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận, đồng thời thích nghi với triết lý bóng đá của vị tân huấn luyện viên trưởng. Đánh giá về lứa U22 Việt Nam hiện nay, cựu chuyên gia phân tích tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Kim Tae Ho khẳng định: U22 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ giỏi, có phẩm chất kỹ thuật tốt. Tôi cũng đã chứng kiến Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Bùi Vĩ Hào hay là Khuất Văn Khang thể hiện tốt ở một giải trước và được thi đấu nhiều trận. Thật tiếc là khi Bùi Vĩ Hào không có tên trong danh sách tham dự SEA Games 32. Phân tích sâu hơn vào hai trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, chuyên gia Kim Tae Ho cho rằng lối chơi của U22 Việt Nam không khác nhiều so với thời của ông Park Hang-seo với đội hình 3-5-2. Tuy nhiên, chiến thuật huấn luyện viên Tuesday áp dụng cho đội bóng chưa hoàn thiện về mặt tổ chức. Ở trận đấu tiếp theo gặp U22 Singapore, khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ được thể hiện rõ rệt hơn, điển hình có nhiều đường truyền hỏng hay thể lực không đủ để có thể tranh chấp bóng hai. Bởi hầu hết đội hình đều ít có cơ hội thi đấu tại V-League và hạng nhất. Cá nhân tôi thấy cầu thủ Việt Nam nhanh, linh hoạt, có kỹ thuật hơn các đội khác. Tôi mong các cầu thủ ấy sẽ có cơ hội để thi đấu nhiều hơn, để tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Chuyên gia Kim Tae Ho chia sẻ thêm như vậy. Sau hai trận đấu gặp U22 Lào và U22 Singapore, U22 Việt Nam đang tạm thời đứng đầu vị trí bảng B với 6 điểm có được. Dù vậy, hai đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Tuesday trong hai trận đấu tiếp theo sẽ là một vấn đề khác. Cả Malaysia lẫn Thái Lan đều là những đội bóng sở hữu sức mạnh vượt trội hơn so với Lào và Singapore, chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn đối với U22 Việt Nam. Tôi tin hai trận đấu cuối sẽ là lúc ông Tuesday thể hiện đẳng cấp của mình. Đến thời điểm này, tôi nghĩ các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của ông ấy, cho nên hai trận đấu tới sẽ rất đáng xem, chuyên gia Kim Tae Ho khẳng định. U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 tại vòng bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 8 tháng 5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11 tháng 5. Nhận định U22 Thái Lan và U22 Malaysia voi chiến gặp chướng ngại. Nhận định dự đoán kết quả trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5. U22 Thái Lan đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Jonathan Khemdi, Leon James, Evan Dolo, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Terasak Boyphimai, nhân tố quan trọng giúp Thái Bốt đứng thứ 3 tại Thái League hiện tại. Không những thế, huấn luyện viên Sri Taro còn gọi được hai cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu là Archibald, câu lạc bộ Osburg 2 và Chae Pipat, câu lạc bộ Brynäse. Có thể nói, U22 Thái Lan đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tốt nhất sau thời của Chanathip Songkrasin hay Theerorthon Bunmathan. Điều đó được thể hiện ngay từ trận đấu đầu tiên của U22 Thái Lan tại SEA Games 32. Đội bóng xứ sở chùa vàng đánh bại U22 Singapore khá dễ dàng với tỷ số 3-1. Các cầu thủ trẻ Thái Lan cho thấy sự ăn ý trong phối hợp, dù đó mới là trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu. U22 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, nhưng họ vẫn thể hiện ý đồ tốt của huấn luyện viên Isara Sritaro. Lực lượng của U22 Thái Lan rõ ràng nhỉnh hơn so với U22 Malaysia. Sự vắng mặt của Lukman Hakim và Arif Aman lại càng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này. Dù vậy, Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Thái Lan từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất gặp nhau ở cấp độ U22, U22 Thái Lan đã thất thủ trước U22 Malaysia, đó chính là trận thua 1-2 ở vòng bảng SEA Games 31. U22 Malaysia thể hiện không tồi trong trận ra quân ở SEA Games 32. Họ cũng không có nhiều thời gian tập trung nhưng vẫn bắt kịp nhịp bằng lối chơi bắt mắt khi đánh bại U22 Lào với tỷ số 5-1. Điểm mạnh của U22 Việt Nam là đội hình đồng đều và hợp để chơi bóng nhanh, dứt khoát. Trận đấu này mang ý nghĩa then chốt đến cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp với U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Đội nào thua trong trận đấu này cũng gặp bất lợi do vẫn còn trận đấu với U22 Việt Nam trong hai lần đấu cuối. Dự đoán U22 Thái Lan hòa 2-2 với U22 Malaysia.